rồi các bạn. Các bạn thấy tốc độ nó nhẹ gì đó chứ huy cầu nó gắn huy cầu là cong hết đó các bạn. Yeah. Trời ơi. Banh luôn. Hết lái luôn. To này rồi, tiêu rồi. Xong cái máy luôn rồi. Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến tất cả mọi người và các bạn xem phần tiếp theo của chiếc bon được hai anh tàu kéo đẩy từ ở trong cái chỗ mà công trình đang thi công ra ngoài sông lớn ha các bạn. Thì trong cái video trước đó mình cũng đã xem, mình cũng gửi đến tất cả các bạn á ảnh từ ở chỗ thi công chạy ra ngoài này, cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn trở ngại, nhất là chui qua cây cầu các bạn. Nếu mọi người nào cũng chưa xem thì có thể là vô trong kênh của mình xem lại cái đoạn phim đó ha. Và hôm nay thì mình cũng tiếp tục quay để gửi đến đây các bạn mọi người xem. Tại vì kênh này thì nhiều con cầu qua sông dữ lắm các bạn, cầu thấp, cầu cao gì thì nó đủ thứ hết trơn. Cho nên thì mình sẽ chia ra nhiều phần để mọi người xem nó ít có tốn thời gian hơn. Anh giờ anh ra tới ngoài này thì chỗ này cũng hơi thoáng chút xíu, cho nên thì cũng nhẹ nhàng các bạn, không phải như cái hôm qua đoạn phim trước. Trời ơi, mấy ảnh chạy cực kỳ là cực luôn các bạn. Thì chiếc bon này là chở dầm cầu đi vô công trình, cụ thể hơn là công trình xây cầu đường cao tốc mà An Giang Sóc Trăng các bạn. Anh này thì chạy lùi và anh không biết sao chạy tới. Thì nếu mà anh em ở trong nghề với lại là biết á, thì hai anh này làm như thế này là như thế nào rồi ha. Thì sẵn đây thì mình cũng sẽ nói cho tất cả các bạn nào mà chưa biết cái vụ mà tại sao tàu kéo mà không lôi mà lại như thế này. Thì ảnh đâu cái đầu vô cái bon gạch hai cọng cáp thật là cứng thì ảnh sẽ lùi hoặc là đạp tới cho cái phần mũi với lái á, nó sẽ nhanh quẹo qua quẹo lại hơn ha. Còn mình dây nó mất một khoảng thời gian rất là lâu. Mọi người thấy không, khi mà anh này ảnh ra bờ biển thì hạt cát trên sa mạc, còn mà ảnh vô sông thì ảnh như là có một sa mạc ở trên cái đống cát. Trời ơi, xương bụng dầm lương đụng quá. Cho nên thì mọi người thấy anh này thì ảnh không phải là dành riêng cho nước ngọt hay nước mặn các bạn, mà đủ thứ hết. Mình đã đổi sang một cái vị trí khác để tiếp tục theo dõi ảnh các bạn. Hiện tại thì đang có một chiếc xà lan đang đậu nghỉ ngơi, nhưng mà nghỉ không được, lý do là anh bon đi tới đây rồi, bắt buộc là anh xà lan phải đề máy để đạp cái lái vô. Còn bà chị chủ xà lan thì ở phía trước gịch mũi các bạn. Không thể nào mà ngủ ngon được. Tính ra mấy anh xà lan bon anh cũng báo thiệt chứ. Đi tới đâu là hàng xóm người ta kéo xuống người ta coi gần các bạn. Nguyên cái con sông này thì hai bên là trồng cây còng với lại là tre rất là nhiều ha. Thì nãy mình cũng quên nói cho bạn nào chưa có xem video trước, kênh này là kênh 10 hay kênh 13 ta mà mình quên mất tiêu rồi. Cái đường mà về cái gì cầu cầu đá nổi vậy đó các bạn. Rất là tình tang, rất là giản dị, không có đua đòi, không có nẹt ga, cũng như là không có nẹt bô, nhưng mà cái mức độ mà kịch tính thì vẫn không bao giờ thiếu đâu các bạn. Sửa bếp ga, sửa nồi cơm điện, sửa ấm điện. Đây, chỗ này như các bạn thấy thì nguyên một cái chạc chà bá lửa nằm ở đây. Sau đây không biết là anh sẽ xử lý như thế nào đây. Tới chỗ này là khó rồi các bạn. Nguyên cái chiếc kẹt máy xới mini đang nằm trên đình ở chỗ này luôn. Càng đạp thì nó càng rút ga nữa kìa.
chỗ này thì phải nói là thật sự là kỹ càng ha. Nếu mà qua tới bên này cái nó có bao trà bình luận đâu được chứ. Dạ. Có bao trà bình luận đâu được. Này anh đạp cái nước chỗ này nó quặn lên một cục sình các bạn. Cái mép bên kia thì sát bên bờ của mấy cây còng bên kia luôn. Phải nói là mấy anh tài công của tàu kéo thì là đỉnh cao thật sự. Và bây giờ mình sẽ di chuyển chỗ tiếp theo để tiếp tục gửi đến tất cả mọi người ha. Xem tiếp tục của mình. Cái anh máy cắt anh bị ép vô trong kia luôn rồi kìa. Anh máy cắt thì giống như bị dí cù các bạn. Nằm sát chụp kẹt luôn rồi. Đây thì các bạn thấy để ý kỹ chút xíu ha. Thì chiếc bon với lại là chiếc ghe lúa các bạn. Mình thấy hình như là đã cọ nhau luôn rồi kìa. Anh ghe lúa hay là anh ghe cá vậy đó. Mình tại vì mình khuất cái bụi cây thì mình không có biết chính xác là ghe gì ha. Các bạn nghĩ là ghe lúa hơn. Giờ thì anh đang thả tèn tới cái vị trí này. Cũng là một cái khu công trình. Đang là một cái cầu chỗ lộ ha. Tắn cái bờ kè ra ngoài rất là xa luôn. Mà nếu anh né bên kia thì anh sẽ dướng cái bụi cỏ mấy bên này. Bụi cỏ này thì mình nghĩ cũng không có quan trọng cho lắm các bạn. Thì mấy cái chỗ mà mình di chuyển như thế này đây thì đôi khi là nó sẽ không có đúng như cái vị trí mà mình mong muốn các bạn. Thì đôi khi nó cũng hơi khó dòm hết, khó quan sát hết. Các bạn xem cũng hình dung giúp mình nha. Đây, kế bên luôn rồi nè. Trời ơi. Trời ơi. Ây da. Ê. To rồi, tiêu rồi. Xong cái máy luôn rồi. Trời, cái đâu mà ép cái máy còn được cái gì. Quá, wow, chỗ này quá trời hẹp luôn các bạn. Ở đây thì nguyên bụi cỏ lớn nữa ha. Né bên kia thì dính bên đây, mà né bên đây thì dính bên kia. Phải nói là một trong những cái tình huống khó thấy và hiếm thấy ở miền Tây mình các bạn. Chắc nhiều bạn mà theo dõi mình lâu á thì thế nào các bạn trong đầu cũng nghĩ là sao mà mình nói chuyện một chút xíu là cứ thằng hắn. Thì sẵn đây mình cũng chia sẻ với các bạn như thế này. Hồi trước thì mình có làm một cái kênh YouTube chế cano các bạn, chuyên lắp keo composite rất là nhiều. Mình mài dũa rồi cắt hàng những cái bụi này lâu năm lâu tháng á, biết là mình thành một cái thói quen, cũng có thể gọi là một cái bệnh các bạn. Mà không phải riêng gì mình đâu, mà rất là nhiều anh em làm chung nghề với mình mà chung cái nội dung á, hầu như là mài keo với lại là cắt sắt hàng sắt á, là 10 bạn là bị hết 10. Sẵn đây thì mình cũng xin phép được nhắc tên mấy anh luôn ha. Thì mình là lúc trước là kênh Hiền Thích Chế, hiện tại bây giờ là kênh Hoàng Thanh. Thì em Thanh nói chuyện một hồi cũng bị các bạn. Thêm anh Lê Dẫn, chuyên độ xe quay một máy lên bốn máy, và Mr. Hồ Thánh Chế. Đây thì dính bên kia luôn các bạn. Và nó là chen nhau là từng cm để cho nó lọt bên kia. Đây thì có một cái motor để bơm cho công trình. Khủng khiếp thiệt. Thì mình là người quay phim cho nên là thấy những cái lúc mà ảnh chen qua mình khá là sợ ha. Nhưng đối với mấy ảnh thì chắc có lẽ là ăn cơm bữa hàng ngày, không có gì gọi là khó đối với mấy anh các bạn. Tại vì người ta cầm được chiếc tàu như thế này thì mình nghĩ rằng là không còn điểm nào mà chê được.
nói về kéo bon nha. Mấy anh tàu kéo là chỉ chuyên về bên kéo thôi, chứ không có liên quan mình đội trục vớt. Như động phim hôm bữa mình quay á, là ảnh hỗ trợ thôi. Thấy mấy bạn nói quá trời, thật sự thì người ta chỉ hỗ trợ thôi các bạn. Nãy giờ thì nếu mà tính từ cái thời điểm mà mình bắt đầu cho tới cái lúc bây giờ là gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà từ đây ra tới cái đầu đường ngoài kia còn rất là xa luôn các bạn. Không biết là tới... Đây bây giờ anh đi tới đâu thì náo loạn chỗ đó hết trơn các bạn. Mấy anh phà mấy cắt chạy liên tục hết trơn rồi. Gì anh? Anh xà lan bon kêu mấy anh này né cái giùm chút để ảnh đi. Lúc này thì sông nó cũng tương đối là bự các bạn, nó không có còn hẹp như hồi sớm. Mà có điều thì ghe với lại là anh em ở đây đông quá đông các bạn, cho nên mình phải nhờ giả mấy ảnh né một chút xíu ha. Mấy cắt lên đây sàn quằn luôn các bạn. Có điều hết sức là khó cho mấy em tàu kéo là dính cái cây cà na bên kia rồi dính cái đống trà phía sau. Không biết là mọi người đang xem video này từ trước tới giờ có thấy cái tình trạng mà chiếc bon khổng lồ như thế này mà vô một cái con sông nhỏ như thế này chưa ha? Nếu có thì hãy bình luận trong cái phần bình luận đó, góp ý cho mọi người xem các bạn. Chiếc tàu kéo này là chắc muốn bằng tuổi mình luôn chứ gì. Tàu kéo này năm vậy là cổ dữ các bạn, lớn tuổi hơn mình luôn rồi. Đục nước hết trơn. Đây, lại là gặp anh này, anh vẫn ngồi ở đây các bạn. Mình đi bao nhiêu chỗ thì anh vẫn còn ngồi vị trí đó. Để xem là mình đi kiếm chỗ khác quay tiếp tục, anh còn ngồi ở đó không nha. Đây cái anh phà máy cắt thì anh nằm ở trong kia để anh đợi luôn các bạn. Đó. Quá đạp rồi. Hồi nãy thì mình chạy ngang thì mình thấy ảnh vừa đi cắt về luôn á, ảnh vừa cặp vô bến. Thì gặp chiếc bon này, mấy anh bon thì cũng xin để nhường cho anh bon đi qua đó các bạn. Đây mọi người thấy thì muốn mà để quay được một cái quay này mà phải chạy một đoạn khóa khá là xa. Rồi xin chủ nhà các bạn xuống mấy cây cầu này nè, ngồi. Chứ thật sự thì cặp mé sông như thế này đây thì đâu có chỗ nào mà ngồi đâu. Biết là kẹt cái gì đằng kia các bạn.
Đây bây giờ tới cái chỗ này thì có một cái chiếc chẹt cây ha. Hình như dân ở đây người ta hầu như là cứ cách nhau một hai cái nhà các bạn, thì mỗi một nhà sẽ có một cái máy xới hoặc là máy tằng hen á, cho nên thì cứ một khoảng gần gần thì có những cái chiếc chẹt như thế này. Đây chẹt cây thì nó ngày xưa tới giờ các bạn, ở dưới thì sẽ đóng một cái lớp nhôm chứ không có lớp keo các bạn, còn bây giờ thì hầu như người ta chơi bằng sắt hết rồi. Nó vừa rẻ tiền mà đóng rất là nhanh các bạn. Một chiếc chẹt này đây thì đóng cao lắm, tuần lễ là xong, không tới một tuần. Còn cây thì rất là lâu, tại vì phải xả rồi bào rồi đẻo gọn này kia các kiểu rất là nhiều, nên bây giờ người ta chuộng cái vấn đề là tàu sắt nhiều hơn. Các bạn sửa mũi chứ, cho cái mũi nó qua mấy bên kia để né cái chẹt này. Đây để lên ga một cái còn một khúc sình luôn này. Xong rồi rất là cạn ha. Ý là mà quên, mình định nói thì nó hơi sai sai, mình định nói là hên là chiếc bon nó không có chở dầm, nhưng mà chiếc bon chở dầm đâu liên quan tới chiếc tàu kéo đúng không các bạn. Tính ra mình cũng hết sức thì chứ. Nãy giờ quãng đường anh đi cũng tầm 4-5 cây số rồi, 4-5 tiếng đồng hồ. Bây giờ cũng là chiều luôn đó các bạn. Sát bên kia luôn rồi các bạn, đang có một cái anh máy cắt đang chuẩn bị chạy lợi nữa đây. Không biết là anh máy cắt nó quyết định qua không đây. Rồi giữ cái nhánh còng rồi gắt cái mùi cái máy cắt luôn á. Rồi 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 quất vô cái rồi gắt cái mùi nè. Trời ơi, khoảng cách của chiếc phà máy cắt này với chiếc bon vừa đủ luôn các bạn. Đây cũng là lần đầu anh phà máy cắt này được trải nghiệm cái cảm giác mà đi qua mặt chiếc xà bon. Mũi nèo các bạn ơi, hết sức những gác gến cho mày đủ cũ hết hả. Rồi mình sẽ đi điểm tiếp theo các bạn. Rồi gãy luôn rồi, gãy cái cây cọc luôn rồi.
đây ngồi quan sát luôn. Thì nếu mà theo như mình thì chịu khó quay máy, trước khi thấy xà lan bon lại là cứ chịu khó quay máy á, mình đạp cái tài sản mình vô trước đi, chứ lỡ có cái gì cái là mất thời gian mà nó hư hao không có bằng. Nhưng mà nhìn cái này thì mình cũng nghi rồi. Đây, cái này đây, bụi cỏ bụi cây mà lên nó với chút chẹt thì cũng một phần nào đó là mọi người hiểu ha. Trời ơi, khoảng cách cũng tương đối là an toàn các bạn. Rất là xa, cả mét này. Không sao cả. Tưởng đâu là một cái dạng Lý Trường Thành đó. Che cái hết cái ánh nắng luôn, nó khuất tầm nhìn luôn các bạn. Đây mấy cô hai anh chị này chắc có lẽ cũng lần đầu thấy chiếc xà lan bon mà nó bự cỡ này ha. Bữa hổm chạy vô thì nó khẩm đừ các bạn, nó không có nổi gì đâu. Rồi, mình sẽ tiếp tục di chuyển các bạn. Ảnh đi giờ cũng hơi nhanh rồi đó. Đây sau khoảng một hồi gần 15 phút thì ảnh cũng đã tới cái chỗ điểm mới của mình để tiếp tục quay mọi người xem ha. Phía sau lưng thì lại là một cái cầu. Hồi nãy thì như là cầu sắt, trụ thì cột điện, còn bây giờ là nguyên cái cầu là bê tông hết các bạn. Cho nên cái độ khó nó sẽ khó hơn rất là nhiều nha. Chắc tới mình luôn quá. Lấy cái nhánh mè của ai xuống như ghê luôn các bạn. Nãy giờ chắc cũng chặt giặt đằng kia dữ dằn lắm rồi. Đây, đây là cái cầu anh bị qua nữa các bạn. Cái chiều cao nó cũng rất là khiêm tốn. Bề ngang thì nó cũng không có rộng hơn cái cầu hồi nãy bao nhiêu đâu. Mà cái nghiêm trọng là cầu này bằng bê tông, cái kia thì nó bằng chọc cục điện thì nó không có giá trị. Nãy giờ tính ra cũng cỡ 3 tiếng rồi. Ra tông lớn rồi bắt đầu sẽ tiếp tục ủi một cái chiếc xà lan bon tiếp theo vô. Đây thì cái chỗ này là sát với cái góc dốc cầu này các bạn. Chà, mình thấy là không lọt các bạn. Sao đây ây cha, chắc thì không lọt quá.
cực quá. Chắc cú là không lọt luôn các bạn. Bạn này vẫn đây vẫn ngồi vẫn nhắm nè. Đào đây. Ây da. Trời ơi 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 ơi. Trời ơi. Trời ơi. Không tới một tấc luôn các bạn. Còn anh ở phía sau thì vướng cái bô lăng. Phải nói là một cái sự sắp đặt rất là ngẫu nhiên của bạn dành cho nhau luôn chứ. Nó vừa khít luôn, nó không có xê dê một khoảng cách rất là gần luôn các bạn. Cái bề ngang thì rộng cũng rất là rộng, tầm 3 mét nếu mà tính hai bên á. Còn chiều cao thì của đầu kéo thì nó hơi dính chút xíu. Hồi nãy thì cái chiếc phía sau này dính cái cầu đằng kia là cái bô lăng các bạn. Nó cũng chí mí với cái cabin của chiếc phía trước. Mình nghĩ rằng là cái cầu nó cũng vậy thôi. Để mọi người chờ xem. Anh sẽ quăng cái ghế ra phía sau. Một kịch bản rất là quen thuộc ha. Đây cũng là chính vì cái lý do mà những chiếc xà lan đóng bây giờ là cái cabin với lại là cái vô lăng hạ lên hạ xuống các bạn. Khi mà qua cầu thấp á là họ sẽ tăng đưa cái phần vô lăng đi lên đi xuống liền. Cabin nó qua không lọt rồi đó. Rồi tháo vô lăng luôn. Trời lớn rồi các bạn. Ủa rồi lái làm sao? Có lọt rồi lái. Rồi sao đây? Giấu gì mà trên cái ghế cũng luôn à. Anh đang nhắm các bạn, anh đang nhắm. Không bao giờ lắm. Anh gà dấu hiệu tới rồi. Đang đi cứu rồi. Rồi nè. Các bạn thấy tốc độ nó nhẹ gì đó chứ cái cầu nó gắn cái cầu là cong hết đó các bạn. Nó rất là nặng nha. Trời ơi. Ê ê ê ê. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Banh luôn. Để cho cong xong cũng không nói luôn chứ sao. Hết lái luôn các bạn. Tiêu. Ve lại là dính thêm cái nữa nè, lội luôn nè. Dính rồi, dính cái đoạn ở đây sao phải qua được. Công luôn. Cái đó chắc cũng không đánh đổi đâu các bạn. Đóng lại là chạy được các bạn, không sao đâu. Cũng không đến nổi. Rồi anh trai này quyết định là bơm nước vô hầm mũi rồi. Bởi vì đôi khi thấy cái nào dễ dàng thật sự không dễ các bạn. Thank you.
còn một bước là bơm nước vào hầm mũi cho nó thấp xuống chút. Thật sự thì nó dính chút xíu các bạn, nó không tới một phân nữa, hai phân nữa, nhưng mà nó cong hết trơn. Chiếc kia thì chiếc phía trước thì vừa lọt luôn, nó vừa khít luôn, còn chiếc này thì vừa vướng chút xíu. Dù thì nãy giờ cũng đã bơm nước vô để cho nó thẩm xuống để đi qua được các bạn, nhưng không biết cái cú chạm hồi nãy thì cái phần lái nó có bị hư hỏng gì không, mà ảnh quyết định anh tháo ra để kiểm tra, tháo kiểm tra hay là tháo để chui qua lọt thì đó mình cũng chưa biết các bạn, tại vì mình thấy thì nước thì đang bơm vô rồi, chịu khó chờ chút xíu thì qua thôi. Nhưng mà nó tháo ra chắc có lẽ là đụng hơi mạnh rồi đó, nó bị cong, nó chặt găng dây sơn nha, chứ không phải chặt găng keo quá. Tính nó chặt găng heo rồi. Chờ để chờ chút xíu coi xem sao. Tháo rời luôn rồi. Rồi tháo ổ đạn gùa ra trơn nữa các bạn. Chiếc cỡ đằng phía kia thì phải để cái anti cho nó nhóng lên lại các bạn. Hiện tại thì nước gồng cho nên thì nó cứ chảy ra không à. Bây giờ thì anh này đã ra dấu hiệu là kêu lui luôn rồi, cho qua luôn rồi. Mấy cái mụn ở đây nó kế con bồ chắc chạy tới chỗ chắc nó cháy cái mụn của bà. Rồi tiếp tục. Nó bê qua đây là càng thấp nữa nè. Vậy cho chắc ăn các bạn. Không biết là qua xong anh làm thế nào để lái né mấy cái ghe lúa đằng kia. Đằng kia thì ghe lúa rất là nhiều luôn các bạn. Thì có mấy ghe lúa đậu chiếm mé rất là nhiều. Thì anh đang tranh thủ để gáp lại ha. Lý do kỹ thuật cái anh phía sau thì ảnh đang lay quay để chỉnh cái phần vô lăng, thì bây giờ chiếc bon nó cũng đã tấp vô phần
mấy cái chiếc bên ghe lúa không các bạn. Các bạn thấy nó chạy chậm chậm nha, nhưng mà khi mà nó chạm vô là nó cũng rất là nặng đó. Thằng này thì cũng ẩm con ẩm cháu gì qua phần bên kia hết rồi ha. Tháo ra thì dễ chứ gắn vô cực kỳ là lâu. Cuối cùng thì cũng gáp vô gá vô đỡ các bạn. Không biết là lái được lăn được chưa nữa. Chà chà, ai da. Toàn các bạn. Rồi phải đỡ ra luôn rồi. Để nó gắn một cái là tới công chuyện liền. Chú thì cũng rất là lớn tuổi ha. Đây vị trí thì cũng đã xong hết rồi. Để xem là anh lái như thế nào đây. Rồi ok. Cũng khá là may mắn là chỉ mớp một chút xíu à. Sửa là xong rồi các bạn. Mình sợ là nó hư luôn á. Cái máy ảnh không có lái được. Cũng rất là mừng cho máy ảnh. Sớm giờ thì máy ảnh toàn là chạy ganti không mà, cho nên thì cái mức hao dầu á, thì nó không có đến nổi giống như là cái chiếc tàu kéo hôm bữa mình quay trục vớt cái chiếc xà lan bon á, còn bạn thích có bằng mấy cái chiếc đó thì chắc mình nghĩ là trong vòng 4 bữa đó là ngốn khá là bộn dầu ha. Còn cái này thì chạy ganti thì giống như là những cái máy bình thường thôi, không có hao dầu cho lắm, thỉnh thoảng thì nhấp ga chút xíu. Chứ mấy cái máy Cummins này mà chịu mà nạp ga mà khói mịt trời thì không có tính lít các bạn, cũng không có tính can nữa, toàn là tính phi với bồn không à. Rồi bây giờ thì cũng đã hút cái còn chút xíu nữa là hút mấy cái ghe lúa này các bạn. Cũng hên là bên kia không có ghe hay là đóng chà nhé, nếu mà bên kia mà có một cái đóng chà nữa thì mấy anh ghe lúa nó bắt buộc là phải dời qua một bên, chiếc bon này mới qua lọt các bạn, chứ không thì không có thể nào mà lọt được hết trơn. Như vậy thì anh cũng đã qua được cái chỗ này các bạn, cũng hơi rất là hẹp. Thì cũng buồn cho ảnh là bị vướng vô cây cầu à, cũng bị thiệt hại một phần nào đó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà khắc phục được các bạn. Thì cái phần tiếp theo này mình cũng xin tạm dừng tại đây nha. Và mình sẽ tiếp tục cập nhật phần tiếp theo nữa của anh xà lan bon này, đến khi nào mà ảnh ra xong cái thì thôi nha. Chào tạm biệt các bạn, và mọi người hãy nhớ đón phần tiếp theo trên kênh của mình.